Khoảng 10 toa tàu của đoàn tàu chở khách này đã chật đường ray khi đến tỉnh Sindh, cách thành phố Karachi, Pakistan khoảng 275 km. Chồng và một đứa con trai tôi đã chết trong tai nạn, ba con trai khác thì bị thương. Mọi thứ xảy ra bất ngờ. Chúng tôi đang ngủ yên lành khi nghe thấy tiếng động ầm ầm. Tôi nghe thấy là tàu đã chặt đường ray, chơi đầy bụi cát, rồi ngăn giường tầng rơi xuống đầu tôi, máu tóe ra. 7 người trong nhà tôi mất tích, 22 người hàng xóm của tôi cũng mất tích. Chúng tôi mới tìm được 4 người. Chúng tôi đứng ở đây khi tai nạn xảy ra. Mọi người hét ầm lên, ai cũng chạy loạn lên, mọi người sợ hãi. Nhiều người bị thương, nhiều người chết. Những người dân địa phương đã tự làm công tác cứu hộ trong gần 1 giờ đồng hồ trước khi lực lượng cứu hộ đến. Chúng tôi tự đưa người bị thương đến các bệnh viện ở đây. Chúng tôi khi ấy có 12 người tất cả, đến nước đây trước nhất và bắt đầu cứu những người bị thương già, có cả trẻ em và người già. Họ bị thương nặng lắm, một số bị gãy chân tay. Chúng tôi đã làm mọi việc có thể. Thủ tướng Pakistan đã chỉ thị thành lập cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân tai nạn. Giới chức cho hay con số tử vong có thể tăng. Các vụ tai nạn đường sắt thường hay xảy ra ở Pakistan do đường sắt không được bảo dưỡng tốt, tiêu chuẩn an toàn thấp, hệ thống liên lạc và tín hiệu vẫn chưa được hiện đại hóa kể từ thời nước này còn là thuộc địa của Anh cách đây gần 100 năm. Hơn 80 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường sắt mỗi năm ở Pakistan.